Video này mình sẽ giới thiệu với các bạn tất cả những cái tính năng AI đang có sẵn ở trên Photoshop 2024 nha. Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và comment cho mình biết là ở video sau các bạn cần mình làm về chủ đề gì nhé. Và như mình đã giới thiệu ở đoạn đầu rồi thì hôm nay mình sẽ lướt qua tất cả những tính năng có ứng dụng AI của Adobe ở trong Photoshop nha. Đầu tiên đó sẽ là nhóm cái tính năng mà chúng ta sẽ hỗ trợ chọn vùng ha, chọn vùng. Có nghĩa là bình thường hồi trước á, mà các bạn chọn vùng á, chúng ta sẽ phải sử dụng Quick Selection Tool này. Ví dụ như là chọn cô gái này đúng không? Thì mình sẽ phải bôi như thế này. Đây là shop của bạn Nguyễn Trọng Chiến nha. Nhưng mà bây giờ thì nó không cần phải như vậy nữa. Các bạn click chuột phải vào trong cái nhóm Quick Selection Tool, các bạn sẽ có cái là Object Selection Tool ha, Object Selection Tool. Nó có nghĩa là chọn theo cái vật thể ha. Ví dụ như là mình cần chọn vật thể nào thì mình sẽ quét chọn vật thể đó. Ví dụ như là mình cần chọn cái quạt này chẳng hạn, thì mình chỉ cần bôi vào phần cái quạt đó, kéo một cái và nó tự động nó chọn vùng cái quạt cho mình luôn rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi, có một cái cách nhanh hơn nữa, đó là ở trong cái Quick Selection Tool này, các bạn hãy tích vào cái gọi là Object Finder. Object Finder này nó sẽ giúp các bạn, đó là đó, nó tự động nó bôi đỏ các bạn là nếu như bạn click vào đây thì nó sẽ chọn vùng này ha. Ví dụ như đây là chọn vùng trời này, đó mình đưa chuột vô và nó hiển thị cái phần màu đỏ ở vùng trời. Thì có nghĩa là mình click vào đây, nó sẽ chọn cái vùng trời cho mình. Đó. Rồi ví dụ như là mình chọn vào cái nón này, xong rồi chọn vào cô gái này. Rồi ví dụ các bạn muốn vừa chọn cái nón vừa chọn cô gái thì sao? Các bạn đè phím Shift ha, chọn một cái này, xong rồi đè phím Shift nó ra cái dấu cộng, các bạn thấy dấu cộng không? Đó, click vô cô gái. Đó, xong rồi ví dụ mình muốn chọn thêm cái quạt nữa thì mình lại click vào cái quạt. Đó, ví dụ như là đây hơi thừa hơi chọn thiếu thì mình có thể sử dụng cái lasso tool ha, lasso tool để mình chọn thêm. Đó, chọn bổ sung thôi. Thông thường thì những cái này nó chọn khá là tốt. Rồi, thì đó là một cách, đó là sử dụng cái tool Object Selection Tool. Còn bình thường khi các bạn chọn vào Quick Selection Tool, nó vẫn có AI nha. Đó là ở trong cái phần Select Subject này, các bạn kéo click vào cái mũi tên, các bạn sẽ thấy là Cloud Detail Resolve. Có nghĩa là khi chúng ta chọn vào cái Cloud này, các bạn chọn vào Select Subject thì nó sẽ sử dụng AI ở trên Cloud để chạy. Còn nếu các bạn để Device thì nó vẫn là AI nha, nhưng mà nó sẽ không có chọn chính xác bằng ha. Và mặc định là khi các bạn chọn như này thì cái nào nó xác định là chủ thể ở trong hình, gọi là nổi bật nhất á, thì nó chọn cho các bạn. Ví dụ ở đây là hình này nó hiểu luôn cô gái này là chủ thể, là Subject, thì nó sẽ chọn cho các bạn. Rồi sau khi các bạn chọn vùng rồi thì các bạn có thể cắt ghép hay là thao tác làm gì đó tùy ý ha. Rồi, thì đó là cái nhóm để các bạn có thể chọn vùng ha, chọn vùng bằng AI. Nó khá là nhanh, chứ hồi xưa mà xài Pen Tool xong rồi bôi mệt lắm. Rồi, cái nhóm thứ hai đó là nhóm gọi là Generative ha. Generative có nghĩa là tạo sinh, người ta gọi tiếng tiếng Việt là tạo sinh ha. Tạo sinh bằng AI. Tạo sinh có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình làm tạo ra một cái gì đó từ hư vô. Tạo ra một cái gì đó từ hư vô. Đây, ví dụ như là chúng ta sẽ có cái gọi là Generative Fill ha, Generative Fill. Ví dụ như là khi mình tạo một cái vùng chọn ở đây, ví dụ vùng chọn ở đây chẳng hạn như vậy ha, nó sẽ ra cái thanh này ở dưới này, các bạn thấy không? Trường hợp mà các bạn đang sử dụng phiên bản mới mà không thấy cái thanh này, các bạn có thể vào menu Windows chọn là Contextual Taskbar ở đây ha, Contextual Taskbar, thì nó sẽ hiện ra cái thanh này. Rồi ở dưới này nó sẽ có cái nút Generative và các bạn click vào Generative. Ví dụ như là mình muốn chèn một con mèo thì mình ghi là a cat. Thực ra các bạn có thể ghi tiếng Việt cũng được nha. Ở trong cái thanh này, bây giờ các bạn ghi tiếng Việt cũng được. Một con mèo đeo nơ màu xanh lá cây kiểu thế, nó vẫn sẽ ra nha. Thì sau khi các bạn chọn Generative và chúng ta nhấn cái nút Generate thì nó sẽ cho các bạn là ba cái tùy chọn, nó gọi là ba cái variation ha, ba cái tùy chọn. Đây là tùy chọn 1, 2, 3. Chọn cái nào các bạn cảm thấy đẹp thôi, vừa ý thì mình chọn. Ví dụ như là mình thấy cái này khá đẹp này. Đó, nó tự nhiên. Rồi, ví dụ các bạn muốn, các bạn cảm thấy con mèo này đẹp rồi và các bạn muốn tăng cái chi tiết nó lên để cho nó đẹp á, thì các bạn có thể click vào cái nút này ngay phía này ha, để gọi là tăng cái detail lên, gọi là enhance detail. Có nghĩa là làm tăng cái chi tiết lên, các bạn click một cái nó sẽ tự động nó chạy và tăng chi tiết của con mèo này lên để cho nó gọi là nó thật nhất có thể ha. Tại vì hồi trước bình thường á, ví dụ như là kích thước
Giới hạn của cái tính năng này đó là 1024 pixel. Thành ra là ví dụ các bạn tạo một cái vật thể nó lớn hơn 1024 thì cái chi tiết nó sẽ bị gọi là bị kém đi ha, bị kém đi. Cho nên là đó, mình chọn cái này à, sau khi nhấn xong thì chúng ta sẽ có một cái hình con mèo khá là tự nhiên. Thì từ cái này nó sẽ có một cái gọi là một cái ứng dụng khác nữa, đó là chúng ta có thể chọn để xóa vật thể, xóa vật thể. Ví dụ như là mình muốn xóa con cừu đi thì mình sẽ bôi vào con cừu này đó, chọn vùng bôi vào con cừu này và không nhập gì cả, không nhập gì ạ. Các bạn nếu các bạn muốn xóa thì các bạn không cần phải nhập gì cả, và nhớ chọn thừa ở ngoài nhiều một chút ha, để Photoshop nó hiểu là à bạn muốn tạo ra một cái nền treo này đi luôn ha. Tất nhiên là nó sẽ có một số cái variation, một số cái tùy chọn là thay thế bằng một con cừu khác, nhưng mà nó sẽ có những cái tùy chọn cho các bạn khác nữa là lấp ha, lấp đó. Ví dụ đa phần nó sẽ là lấp như thế này này đó đó, và mình cảm thấy xóa đi như thế này khá ổn ha. Đó thì đó là một cái tính ứng dụng ha. Một cái mẹo nhỏ trong cái ở trong cái tính năng này á, đó là khi các bạn tạo sinh như thế này á, thì chúng ta sẽ nên tạo cái vùng theo cái hình dáng mà các bạn muốn ha. Ví dụ như là mình muốn chèn một cái rainbow ha, một cái cầu vồng ở đây thì mình sẽ làm như thế này đó, mình chọn vùng theo cái kiểu tròn tròn như thế này và mình sẽ ghi là cầu vồng đó, ghi tiếng Việt có dấu bình thường nha, phải có dấu nó mới hiểu nha. Các bạn ghi là cầu vồng thì kiểu không dấu thì nó không hiểu đâu, cho nên là nhớ nha, phải ghi là cầu vồng hoặc là rainbow, rainbow tiếng Anh là cầu vồng đó. Thì ví dụ như là các bạn điền ngắn ngắn như vậy thì các bạn dùng tiếng Việt vẫn hiểu, tại vì nó sẽ tự động nó translate qua đó, thì nó sẽ ra như thế này đó, như cái cầu vồng này mình cảm thấy ổn này đó. Thì các bạn có thể variation gọi là generate thêm một vài lần nữa nếu các bạn muốn, nhưng mà đó thì ý mình là nếu nếu các bạn muốn tạo hình á thì chúng ta nên vẽ theo cái hình đó. Chứ còn ví dụ như là các bạn chọn vùng như thế này, ý là mình muốn thêm một cái cầu vồng ở đây đúng không, mà mình ghi là cầu vồng đó và mình chọn vùng bằng một cái vùng hình chữ nhật như thế này á và mình nhấn generate á, thì nó sẽ cho các bạn một cái kết quả nó hơi buồn cười một tí. Đây thì chờ chút xíu nha, cái này thì nó sẽ chạy ở trên cái server của Adobe, thành ra là cái tốc độ của nó nhanh hay chậm tùy lúc nha. Đa phần thì làm buổi sáng thì nó sẽ nhanh hơn, còn buổi tối á, thì nó sẽ rất là không ổn đó, các bạn thấy không đó, các bạn hiểu cái lỗi không ha, nó sẽ tự động nó như vậy đó. Thì thành ra là cái tính năng của cái Generative Fill này, các bạn có một số cái tính năng như vậy ha, là tạo thêm vật thể hoặc là chúng ta có thể ứng dụng để xóa vật thể được, và còn một cái tính năng nữa đó là thay thế vật thể, nó gọi là reference image. Ví dụ như là mình muốn thay thế cái quạt này bằng một cái quạt khác ha, hoặc là một cái dạng khác chẳng hạn như vậy, thì mình sẽ chọn vùng cái quạt này ha, chọn vùng cái quạt này, mình sử dụng Object Selection á, mình chọn vùng. Sau đó ở trong cái phần Generative này, mình nhấn vô Generative, các bạn sẽ thấy có một cái nút nó gọi là Reference Image, có nghĩa là lấy một cái hình mẫu ha, thay thế. Ví dụ như là bình thường các bạn không nhập gì cả hoặc là các bạn nhập mô tả đó, đôi khi nó ra không đúng ý ha. Ví dụ như là các bạn muốn thay bằng một cái quạt bằng vàng, thay một quạt bằng bạc, hoặc là thay một cái quạt có hình dạng khác chẳng hạn như vậy, thì đôi khi các bạn nhập á, nó sẽ không không gọi là không ra đúng ý các bạn, thì như vậy chúng ta sẽ cho nó một cái mẫu ha. Ví dụ như đây, khi các bạn click vô nó sẽ ra cái Preference Image, thì mình sẽ nhấn nút Choose Image. Ở đây thì mình sẽ chọn tới một cái hình của cái quạt mà mình muốn thay vô. Ví dụ như là mình muốn có một cái quạt nan bằng giấy như thế này, có màu như thế này, và mình nhấn nút OK. Rồi mình có thể tích vào cái Remove Background để nó xóa cái background đi, để nó đỡ bị hiểu nhầm ha. Và chúng ta nhấn vô cái nút Generate. Và bây giờ cái Generative AI này á, nó sẽ hiểu là à mình muốn tạo ra một cái quạt thay thế cái quạt này và có cái hình dạng giống như là cái hình mà mình chọn vô là cái reference, là cái hình gọi là hình đối xứng, hình đối chứng đó. Đó thì nó sẽ ra như thế này ha, chữ thì nó ngoằn ngoèo mình không hiểu đây là chữ gì. Đó OK, các bạn hình dung được không? Đó, nó sẽ tự động nó làm ha. Ví dụ như là mình chưa cảm thấy ưng ý, mình nhấn nút Generate thì nó sẽ tạo thêm cho các bạn thêm ba cái nữa để các bạn có thể gọi là có tùy chọn ha, tùy chọn coi cái nào các bạn cảm thấy OK. Và nếu các bạn cảm thấy OK rồi, các bạn có thể nhấn thêm cái nút gọi là Enhance Detail để cho cái quạt này nó thật hơn ha, nó nhiều chi tiết thật hơn. Đó thì các bạn tùy chọn nha. Rồi
Thì đó là cái cách chúng ta sử dụng Generative Fill. Ngoài ra, Generative nó còn một cái tính năng nữa, đó là Expand, có nghĩa là mở rộng ha. Nó giống như là Generative Fill thôi, nhưng mà nó vắn tắt cho các bạn ha. Ví dụ như là bình thường, ở đây các bạn chọn cái tool là Crop ha. Bình thường thì nó sẽ là Background Default, có nghĩa là khi mà mình mở rộng như thế này và nhấn Enter thì nó chỉ đơn thuần nó mở rộng cái bức hình của chúng ta ra mà không có đền bù gì cả, không có bù thêm ha. Thì ở đây chúng ta có thể chọn cái fill này, chọn là Generative Expand để gọi là Generative nhưng mà mở rộng ha. Ví dụ như là mình muốn mở rộng cái hình này ra như thế này luôn này và mình nhấn nút Enter. Đó, bây giờ thì mình sẽ chờ cho cái công cụ Generative nó tự động nó chạy và nó sẽ tự động bù những cái phần màu đen, những cái phần màu trắng, những cái phần không có chi tiết này, tạo ra một cái quang cảnh làm sao đó cho nó càng giống với lại cái này thì càng tốt. Đó, các bạn thấy không? Đó, chúng ta có tùy chọn ha. Ví dụ như là mình cảm thấy có cây hay là không có cây đây. Đây, không có cây đi. Đó, nhìn nó sẽ thoáng hơn. Đây là trước này, sau, trước, sau. Các bạn cảm thấy ổn không? Nếu ổn rồi thì chúng ta có thể nhấn nút Enhance Detail để cho nó cái cạnh ở ngoài này nó có chi tiết cao hơn ha. Tại vì nó sẽ có một chút độ chênh lệch ở cái hình gốc và cái hình được cộng thêm. Các bạn thấy không? Đây là hình hình gốc này, nó có chi tiết, hình cộng thêm nó không có. Thì các bạn có thể nhấn nút Enhance Detail để nó cải thiện cái chi tiết của những cái vùng mà nó đã mở rộng ra ha. Rồi có một cái lưu ý nhỏ cho tính năng, cái nhóm tính năng Generative này bao gồm Generative Fill và Generative Expand, đó là nó sẽ có một cái gọi là credit ha. Mỗi cái tài khoản bản quyền của các bạn và các bạn sử dụng một lần thì nó sẽ trừ đi một credit, và thông thường một cái tài khoản ví dụ các bạn đăng ký trực tiếp với Adobe thì nó sẽ có khoảng cỡ 100 credit, có nghĩa là 100 lần sử dụng tốc độ cao ha, còn sau đó là tốc độ chậm. Còn ví dụ như là một số cái tài khoản khác như kiểu tài khoản Edu mà tài khoản bản quyền mà mình đang bán á thì nó có tới 250 lượt tốc độ cao ha. Thì có một số cái loại nữa ví dụ 1.000 lượt credit nhưng mà nó sẽ rất là bất ổn ha, nó rất bất ổn, cái dạng tài khoản nó hay bị quét lắm, nó hơi phiền ha. Thì đó, mỗi lần các bạn xài như vậy thì nó sẽ trừ đi một credit ha. Cho nên là mỗi khi các bạn sử dụng tính năng này, chúng ta nên gọi là tại sao ta, chúng ta nên cân nhắc ha trước khi chúng ta chạy coi là nó thực sự cần chạy hay không. Đó, bây giờ thì chi tiết của nó đã ổn hơn rồi. Đó, các bạn thấy là cái phần mở rộng thêm này và cái phần ở phía trong này nó gần như không có đây, phần mở rộng thêm, phần phía trong nó gần như không có sự khác biệt về phần chi tiết nữa ha, thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều và nó thật hơn. Các bạn có thể thực sự là có thể in cái tấm hình này, in tấm hình này ra và mình nghĩ là cũng không ai phát hiện ra đâu ha. Rồi, thì đó là cái tính năng để các bạn có thể gọi là mở rộng khung hình ha, Generative. Nhưng mà như mình nói rồi đó, mỗi lần mà các bạn xóa như vậy chứ nó sẽ trừ của các bạn đi một credit. Thành ra là với một số cái trường hợp ha, và các bạn chỉ cần muốn gọi là xóa vật thể thôi ha, xóa vật thể thôi, thì mình có một cái công cụ cũng là AI, đó là Remove Tool ha, Remove Tool. Các bạn click chuột phải ở trong cái nhóm Spot Healing Brush á, thì nó sẽ có cái tool gọi là gọi là Remove Tool ha, chọn vô và nó sẽ là một cái brush ha. Bây giờ thì mình sẽ bôi vào cái phần mà vật thể mà mình muốn nó xóa đi. Ví dụ như là đây, mình muốn xóa cái dây xích đi, nhìn cho bạn này bạn tự do một chút ha. Mình sẽ xóa cái phần này đi, có nghĩa là mình chọn vùng, dùng cái brush để chọn vào cái vật thể muốn xóa ha. Đó, và mình thả chuột ra thì tự động nó sẽ chạy và nó xóa cái vật thể đó đi. Thì đó là cái cách làm ha. Đây cũng như là một cái brush bình thường thôi, các bạn có thể tăng size lên này. Có thể sample all layer, ví dụ như là chúng ta có nhiều layer và các bạn muốn lấy mẫu ở nhiều layer thì chúng ta nên tích vào cái sample all layer ở đâu rồi, đây sample all layer nha. Còn không thì các bạn phải chọn vào cái layer mà đang có cái hình mà các bạn muốn xóa. Rồi, có một cái mẹo nhỏ để chúng ta sử dụng cái remove tool này cho vật thể lớn đó là các bạn có thể sử dụng object selection tool, chọn vào cái con cừu, ví dụ như mình muốn xóa con cừu đi. Đó, sau khi chọn xong rồi mình sẽ vào menu select, modify, expand. Và ở đây thì mình sẽ mở rộng nó ra một chút, ví dụ như là 10, 20, 30. Sau đó mình sử dụng cái Remove Tool, size lớn lớn xíu mình bôi. Tại vì ở đây mình đã có cái vùng chọn rồi nên mình cứ bôi bôi như thế này luôn. Vào con cừu ha, bôi toàn bộ vào con cừu, không sót một cái gì nha. Rồi, và mình thả chuột. Bây giờ thì cái con cừu này nó sẽ tự động được xóa đi ha, và chúng ta có một cái kết quả như thế này. Đó, gọi là chấp nhận được rồi ha. Và khi các bạn sử dụng cái remote tool này, nó không có trừ cái
nó không trừ credit của các bạn ha, cho nên là mình cảm thấy như thế nó ổn hơn so với lại chúng ta lạm dụng cái Generative. Rồi, thì đó là cái nhóm tính năng gọi là thay thế và xóa vật thể ha. Chúng ta có Generative Fill, Generative Expand và có Remove Tool. Chúng ta còn một cái nhóm tính năng nữa cũng khá là hay, đó là thay nền trời ha. Các bạn có thể vào menu Edit, chọn là Sky Replacement. Đây, tính năng Sky Replacement nó cũng sẽ là AI, tại vì nó dựa vào cái Object Selection đó, nó chọn vào cái vùng trời và nó tự động nó thay thế cái bầu trời cho các bạn. Đây thì chúng ta có thể chọn cái bầu trời nào mà các bạn muốn, ví dụ bầu trời này, 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 đó, hoặc là các bạn có thể chọn thêm cái hình ở ngoài cũng được ha. Nếu các bạn có một cái hình bầu trời ở ngoài, chúng ta có thể click vô cái dấu cộng á và chọn cái hình nền trời đó, nó sẽ tự động nó chèn vô cho các bạn. Ở đây thì đó, mình cảm thấy như thế này cũng được rồi, không cần phải thay cho lắm. Rồi, còn một cái nhóm tính năng nữa cũng khá là hay ở trong cái đây, ở trong cái menu filter có cái nhóm là Neural Filter ha. Neural Filter này nó sẽ là cái nhóm tính năng để hỗ trợ các bạn có thể khắc phục cái hình ảnh, khắc phục cái hình ảnh làm sao cho nó đẹp nhất. Ví dụ như là chúng ta sẽ có là Skin Smoothing này, Smart Portrait này, Makeup này, các bạn cần cái nào chúng ta sẽ chọn download cái đó. Và thông thường cái tốc độ tải thì nó sẽ còn phụ thuộc vào tốc độ của Adobe ha. Ngoài ra chúng ta sẽ có rất là nhiều tính năng khác này, như kiểu là backdrop này, rồi thay đổi cái ảnh landscape là ảnh phong cảnh á, thay đổi cái mùa ha, rồi copy cái style từ ảnh này qua ảnh khác này, xong rồi colorize có nghĩa là chuyển từ ảnh trắng đen sang ảnh màu này, xong rồi super zoom là chúng ta tăng được cái kích thước bằng AI ha, tăng kích thước bằng AI. Deep blur là chúng ta có thể tạo cái gọi là xóa phông ha. Và chúng ta còn có photo restoration là chúng ta có thể khôi phục ảnh cũ, chúng ta có thể xử lý những cái vết gọi là rách của hình mà chúng ta scan vô đó. Rồi ví dụ như mình vừa tải xong cái skin smoothing rồi, bây giờ chúng ta có thể tăng cái blur lên này, tăng cái smoothness lên này. Đó, và chúng ta sẽ thấy cái kết quả ha. Đây là trước sau, trước sau, trước sau. Đó, các bạn thấy không? Rồi và mình nhấn ok. Ví dụ như là trường hợp các bạn muốn xử lý những cái hình khác nữa thì các bạn có thể chọn vào cái những cái mà các bạn cần ha, và chúng ta nhấn nút ok thì nó sẽ tự động nó ép vô cái hình của chúng ta thôi. Đó, chúng ta có kết quả là đã được có cái gọi là có cái vùng đã được xử lý rồi ha. Rồi tiếp theo nữa ha, đó là một cái nhóm tính năng có sẵn ở trong Camera Raw ha. Ví dụ như là với một cái hình, mình chọn hình nào đây, ví dụ hình này đi ha, mình vào menu filter chọn Camera Raw. Ở trong Camera Raw và Lightroom thì nó sẽ tương đối giống nhau nha. Rồi ở trong Camera Raw thì nó sẽ có hai cái tính năng chính có ứng dụng AI. Thứ nhất là xóa vật thể và thứ hai là làm gọi là xóa phông ha, xóa phông gọi là làm cho cái phần background phía sau nó mờ đi á. Ví dụ như là hình này mình sẽ chọn vào là lens blur ha, lens blur ha, mình tích vô cái apply và tự động nó sẽ chạy cho chúng ta. Ở đây thì nó sẽ tùy vào cái bức hình to hay nhỏ, nặng hay nhẹ để nó gọi là có cái sự nhanh hay chậm khác nhau ha. Rồi như hình này thì mình cảm thấy gọi là như thế này cũng ổn, nhưng mà thôi mình sẽ xem thử sử dụng cái này đi, filter camera raw filter và chọn vào lens blur apply, đó nó sẽ ra như thế này. Ví dụ như là các bạn cảm thấy gọi là nó bị thiếu ha, bị thiếu bị đây, nó lấy chọn vùng bị sót cho mình này, thì chúng ta có thể gọi là điều chỉnh lại ha, bằng cách là chúng ta sẽ tích vào cái phần click vào cái refinement là điều chỉnh lại ha, mình sẽ chọn vào là blur ha, và mình sẽ bôi vào đây đó để Camera nó hiểu là à cái phần này phải blur mới đúng ha. Còn ví dụ như là nó chọn thừa vào đây chẳng hạn như vậy đó, thì các bạn có thể chọn vào focus để nói với nó là à cái hình này tích vào automatic ha, để mình không có bị lem ra ngoài đó. Ý là cái chỗ này á thì sẽ phải là
là rõ ha, phải là rõ cho mình đó, thì đơn giản như thế thôi. Và các bạn có thể chọn cái dạng bokeh mà các bạn muốn, ví dụ như là mình muốn bokeh xoáy chẳng hạn như vậy đó, thì nó sẽ ra bokeh xoáy ha. Chúng ta có thể tăng giảm thay đổi cái vùng vùng lấy nét này này đó. Mình có một cái video riêng về cái này rồi, các bạn có thể coi ở trên kênh YouTube của mình nhé. Rồi thì đó là một cái tính năng ha. Còn một cái tính năng nữa đó là chúng ta có thể xóa vật thể ở trong cái camera raw luôn ha, bằng AI nha. Thì các bạn có thể tích vào trong cái gọi là cái eraser, cái remove tool, hình là cái icon của nó là cái hình cục tẩy ha, cục tẩy. Ở trong Lightroom thì nó cũng sẽ có cũng tương tự như y chang như là Camera Raw thôi. Ở đây thì các bạn hãy tích vào cái use generative AI ha, tích vô và nhấn agree nếu hiện cái bảng này. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ bôi chọn vùng vào cái phần, vào cái vật thể mà các bạn muốn xóa. Ví dụ mình muốn xóa bạn nữ này đi, stop này của bạn Anh Sơn nha. Sau khi chọn xong rồi nó sẽ hỏi mình là có gọi là điều chỉnh cái vùng chọn không. Ví dụ như là muốn chọn thêm hoặc là muốn trừ bớt đi. Ví dụ trừ bớt là mình cảm thấy mình chọn thừa thì mình sẽ nhấn vào cái nút subtract á. Xong rồi mình bôi vào những cái phần mình chọn thừa, ví dụ như vậy, và chúng ta nhấn nút apply. Thì ngay lập tức cái camera raw nó sẽ chạy cái generative fill ha, để nó gọi là xóa cái vật thể này đi. Nhưng mà nhớ rồi đó, mình vừa nói đó, nó là sử dụng generative fill nha, cho nên nó sẽ trừ credit của các bạn đó. Rồi sau khi chọn xong rồi tự động nó xóa như thế này, và chúng ta vẫn có cái variation à, ngay đây này. Chúng ta có thể chọn coi cái nào các bạn cảm thấy vừa ý nhất và thực tế nhất. Ví dụ như là hình cái này mình cảm thấy ổn đó. Và chúng ta nhấn ok là bạn nữ này biến mất luôn. Đó. Đó thì đó là cái cách và chúng ta sử dụng một số cái tính năng AI ở trong Photoshop. Có một số cái rất hữu ích, đa phần là hữu ích. Tuy nhiên có nhiều cái mình cảm thấy vẫn còn phải cải tiến ở trong tương lai, và mình nghĩ là Adobe nó sẽ cải tiến trong tương lai thôi. Rồi, chào các bạn, mình là Quang Phúc, Toàn Phúc Photo. Đó là toàn bộ những cái gì mà mình muốn trình bày với các bạn trong cái video này. Và nếu các bạn muốn tham khảo thêm nhiều video khác, hãy click vào tham khảo phía dưới này ha. Có rất là nhiều video mình đã làm trên kênh YouTube, và đừng quên trên kênh TikTok của mình và kênh Yellow video của mình cũng có nữa. Bye bye, mình là Quang Phúc, Toàn Phúc Photo. Nếu các bạn cần mình làm về chủ đề gì, hãy comment phía dưới cho mình biết là mình gợi ý cho mình chủ đề làm vào lần sau đó. Bye bye.